sử dụng chứ, sử dụng ra là cũng chưa được nha, về sử dụng lên xe đi. Dạ con chào chú Dũng nè, chú Dũng chú Dũng lên xe gấp quá rồi chú anh chị ơi. Rồi chú Dũng chắc đi vô vườn thú quá. Chào chị gái, đội áo màu hồng. Mình đến từ đâu chị? Mình đến từ đâu? Đến từ Lâm Đồng. Dạ Lâm Đồng, Đồng Nai. Ủa Lâm Đồng ở đâu ta? Bà Lạt. Bà Lạt ở đâu luôn hả? Tại mấy sao quá, mình đi xe 16 chỗ là đi từ hồi nào? Bây giờ nó không có bán vé hả? Dạ có vé bên kia, vé đi xe tàu lửa. Còn bây giờ nó vô cổng không còn vé hả? Dạ không, được miễn phí. Miễn phí vô vé hả? Dạ. Rồi mấy cô mà mấy chị mặc những cái áo màu hồng rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi cô Hoa nữa nè, con chào cô. Cái gì con? Dạ cô đến từ Lâm Đồng là mình đi sớm không cô? Đi hồi 4 giờ sáng. Trời ơi 4 giờ sáng giờ đó đến. Là cái hoa này là mình tặng cho ai cô? Hoa là 20 tháng 10 của chị em phụ nữ. Dạ chị em phụ nữ. Bữa nay đi ở đâu cũng thấy hoa hết. À, nguyên một đội màu hồng cô chú anh chị ơi. À, đến từ Lâm Đồng Đà Lạt nha. À, tại tiên á. Trời ơi, Lâm Đồng ở Đà Lạt mà sao? Quá xa. À, mọi người đi bằng xe 16 chỗ đến luôn. À, đi từ hồi 4 giờ sáng nha. Rồi bây giờ là mấy chị sẽ đi qua mua vé nha. Rất là vui ha. Đi thôi. Ủa quay phim mình luôn hả? Dạ. Quay khách du lịch hả cô? À. Dạ. Lần đầu tiên mình đến Đại Nam hả cô? Đúng rồi, lần đầu tiên. Dạ mình đi đường này nè, là mình mua vé bên đây nè. Dạ chỗ bán vé xe lửa. Mình đi bộ thì mình không có mua vé, mà mình đi xe tàu lửa thì mình mua vé. Dạ. Bó hoa rất là đẹp nha. Cái cô là bây giờ đang mua vé nha, để đi vào phía bên trong. Nếu mình đi bộ á, là mình không có mua vé rồi chứ anh chị. À, còn mình đi xe là mình sẽ mua vé ha. Vé thì có hai loại, là vé đi 20.000 thì mình họ sẽ dừng ngay chỗ mà trò chơi nào đó đó để mình xuống, sau đó nếu mà chút nữa mình đi tiếp tục thì mình phải chờ cái xe điện á đơn ứng ở đó, nếu mà có mặt ở đó thì mình mới lên, còn không có mình đứng mình chờ đó. Còn nếu mà mình đi mua riêng á, mua riêng cho cái đoàn của mình thôi đó, thì một tiếng là 300, nhưng mà tiếng thứ hai là tưởng xuống còn 200, rồi từ từ là sẽ hấp lại cô chú anh chị. Nhưng mà được cái là mình đi tới đâu là họ sẽ đứng chờ chờ mình hả, rồi mình đi đâu là mình sẽ được ví như là trọn gói, mình sẽ bao cái xe đó luôn á. Rồi đây là xe 50 chỗ của chú anh chị ơi, xe giường nằm luôn nha. Đó thì đang vừa vào cổng khu du lịch Đại Nam đó, ngay lúc này là anh bảo vệ ở khu du lịch là đang hướng dẫn cũng như là điều tiết khách du lịch khi mà đi xe đến nha. Đó để vị trí xe rồi cho nó phù hợp cũng như là an toàn cho khách du lịch của chú anh chị. Đó, rất là đông. Bảng số 50 ở đâu ta?
trên đây thì Tiên thấy tổng đài đặt vé thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Thuận, chắc ở Bình Thuận đến quá. Rồi Tiên cũng không có rành về mấy bản số xe cô chú anh chị ơi. Bữa nay là Tiên cập nhật liên tục cho cô chú anh chị xem tình hình ở khu du lịch trước ngày mà diễn ra cái hết show của cô Hằng nha. Lúc này là càng ngày càng đông những cái khách du lịch vào. Này là mọi người là đang trên xe xuống nha cô chú anh chị hả? Để đi giường nằm nên là xuống anh phải đi dép rồi, đồ đạc rồi ha, túi sách. Đi du lịch mình đừng có mang trang sức nhiều quá nha cô chú anh chị đó, tiền đồ nữa vừa đủ thôi, để rất là nguy hiểm cho mình, cũng có những trường hợp đáng tiếc xảy ra ha. Bảo vệ với lại những cái ngày đông khách á, những cái ngày sự kiện á thì cũng có rất là nhiều những cái anh bảo vệ đồ ở phía ngoài, công an đồ này kia, dân quân đồ, nhưng mà không có thể nào kiểm soát được hết của chú anh chị. Tại ở khu du lịch Đại Nam thì khá là rộng. Đây là nhân viên cũng như là cô giáo đồ trong một cái trường tiểu học ở Bình Thuận nha. Bữa nay là đến để mà tham quan khu du lịch. Bữa nay là trước cái ngày 20 tháng 10 là ngày quốc tế phụ nữ thì bất ngờ là có những cái hoa nè, rồi giáo viên đến để đi du lịch cô chú anh chị ơi, trong cái ngày rất là đặc biệt nha. Diễn ra ngày mai, ngày mai là ngày chủ nhật, nhưng mà từ hôm nay là bắt đầu mọi người cũng đã có những ngày đi chơi đó, rồi tặng quà cho nhau, những cái chị cô phụ nữ ha, những ai là phụ nữ, ai là con gái là sẽ được nha, đó, ngày phụ nữ mà đó. Đây là cái đoàn nha, đoàn giáo viên tiểu học ở Bình Thuận cô chú anh chị, ở Bình Thuận. Năm mươi chỗ không cô chú anh chị đó. Đây là toàn bộ là giáo viên đồ không nha. Rất là đông, bây giờ là đang đi vào để vệ sinh đồ ha, rửa mặt đồ cho sạch, tại vì đường cũng khá xa của chú anh chị, từ Bình Thuận mà đến đây là cũng xa lắm đó. Bây giờ là sau đó mình sẽ đi qua mua vé, mình sẽ vào những cái khu vui chơi tiếp theo. Rồi bây giờ là phía bên trường tiểu học ở Bình Thuận của chú anh chị, bây giờ sẽ vào bên trong ha. Đó, mua vé xe điện để mà vào những cái khu vui chơi. Trường thì đi 50 chỗ rồi cô chú anh chị, đang vào rất là đông nha. Chỗ 300 nghìn một giờ.
chị, 50 người. À, có những cái bé nữa nè, đó, các chồng là con của giáo viên luôn. Rồi mỗi người tự bọc tiền luôn đây. Mua vé là tự túc nha. Bây giờ là cái giáo viên là sẽ qua để mua vé. Đi nguyên ngày nha cô chú anh chị, đi nguyên ngoài ngày luôn. Bữa nay có trường mà tiểu học đến rất là rộng vui ha. Bé hai vé chị, cho bao vé luôn nè. Ba vé bốn vé luôn, bốn vé luôn à. Và tới đây Tiên xin kết thúc cái video này và chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có bữa trưa thật là nhiều sức khỏe, và Tiên sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo.